những con tàu đóng với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Thiết kế sẽ đi biển được ít nhất 30 năm. Nhưng vài lần ra khơi, tàu đã hỏng, nằm bờ. Mới đi tiếp chuyến biển ra là 2 ngày đầu hư một cái máy phát điện chính. Rồi tới 2 ngày sau là tàu bị vỡ ống nước, vào nước ngập buồng máy luôn. Mình dự tính là 30 năm. Nếu hồi thảo là từ bước đầu là con tàu sát là 30 năm. Phải nằm bờ, phải chờ sửa chữa trong cái mùa vụ chính sản xuất. Là đấy là một trong những cái thiệt hại về thời gian sản xuất. Thưa quý vị, tròn 3 năm triển khai Nghị định 67 về chính sách phát triển thủy sản, và kết quả là đã có gần 600 tàu cá đã được đóng mới và nâng cấp nhờ được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, giúp cho hàng ngàn ngư dân ra khơi bám biển. Thế nhưng mà mới đây tại Bình Định, người dân liên tục phản ánh là tàu cá vỏ thép mới đi biển được 1-2 chuyến thì đã bị hư hỏng nặng như thế này. Và nhiều ngư dân cho rằng là những đơn vị đóng tàu họ đã sử dụng những cái vật liệu không đúng thiết kế, cho nên là ảnh hưởng đến chất lượng của các con tàu. Vậy còn các doanh nghiệp đóng tàu họ nói gì về vấn đề này? Hơn một tháng nay, tàu cá của ông Lý không thể ra khơi. Ông cho biết mới ra biển được vài lần đã gặp sự cố. Máy móc thường xuyên chết, thành tàu thì dì xét, bong chóc nên chẳng dám ra khơi. Bữa cuộc họp ở tỉnh là bên Bộ Nông nghiệp là xét Trung Quốc. Để làm rõ thực hư câu chuyện, chúng tôi tìm đến doanh nghiệp đóng chiếc tàu trên. Đây là bản khai toán giá thành của con tàu. Tất cả các hạng mục vật liệu tôn tấm dùng để làm vỏ tàu được ghi rõ có xuất xứ từ Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Thế nhưng, theo biên bản kiểm tra từng phần của Trung tâm Đăng kiểm Tàu Cá, hạng mục vật liệu làm vỏ tàu lại là tôn tấm, mác thép loại A, khác với ghi trong bản khai toán. Trong quá trình thi công thì đơn vị cũng có những cái bước mà thương thảo với người dân, bởi vì hợp đồng kinh tế là ký giữa bên A và bên B. Thì cái phần trong hợp đồng ấy, thì nó có một cái điều khoản được thay thế bằng vật liệu tương đương. Tương đương ở đây có nghĩa là về chất lượng và về giá cả. Tuy nhiên, theo đại diện doanh nghiệp, việc thay đổi nguyên liệu chỉ trao đổi với người dân bằng miệng. Song trong hợp đồng đóng tàu ghi rõ, nếu doanh nghiệp thay đổi vật liệu vì lý do không mua kịp thì phải thông báo bằng văn bản cho người dân. Còn về máy chính, trong bản khai toán cũng ghi rõ máy chính và hộp số, các cụm sinh hàn phải do Nhật Bản sản xuất. Nhưng theo biên bản nghiệm thu kỹ thuật của Trung tâm Đăng kiểm Tàu Cá, hộp số lại có xuất xứ từ Trung Quốc. Theo chúng tôi làm theo đúng theo thiết kế luôn. Vì thiết kế, ví dụ như thiết kế tàu là máy Mitsubishi 822CV đi kèm với hộp số 489. Nó là như thế. Của hãng Mitsubishi hay là của quốc tế? Nó là hộp số JD, là hộp số rời. Tức là người ta mua cái hộp số nào, người ta chế rất, nó là các cái đơn vị chế tạo, nó chế rất nhiều hộp số để phù hợp với máy. Trở lại con tàu của ông Lý, ông tính toán để sơn lại vỏ, sửa chữa máy, chắc chắn phải mất cả 100 triệu đồng. Một khoản tiền quá sức với gia đình ông lúc này khi đã dốc hết tiền để đóng tàu. Nhưng nếu chậm sửa, tàu nằm bờ thì không biết lấy tiền đâu để trả lãi ngân hàng.